Hi, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Thì trong video hôm nay thì Lệ đang có mặt tại khu đô thị mới Vĩnh Hòa thuộc phía Bắc thành phố Nha Trang. Và trong video hôm nay thì Lệ muốn giới thiệu với các anh chị một cái lô góc hai mặt tiền cực đẹp luôn. Và từ vị trí này cách biển thì chỉ tầm 200 mét thôi các anh chị. Một vị trí rất là gần biển luôn. Và xung quanh thì cũng có khá là nhiều biệt thự. Thì mời các anh chị cùng xem hết video của Lệ hôm nay để xem tổng quan vị trí của cái lô đất này nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của em Lệ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích cũng như là những cái sản phẩm đầu tư mới tại thị trường bất động sản Khánh Hòa. Và Lệ xin phép được quay cam sau để review chi tiết hơn về cái vị trí đất này cho các anh chị cùng xem qua ha. Thì hiện tại là Lệ đang đứng tại khu đô thị mới Vĩnh Hòa các anh chị, thuộc phía Bắc thành phố Nha Trang, và đối diện tay em Lệ đây đó chính là hai tòa nhà La Luna nằm ngay vị trí mặt biển các anh chị. Và các anh chị có thể thấy là nếu vậy thì từ vị trí này chúng ta đi ra biển thì chỉ tầm 200 mét thôi. Đó, thì bây giờ Lệ sẽ quay tổng quan vị trí này cũng như là cái chung quanh của cái vị trí đất này trước, sau đó thì sẽ đi bộ ra biển để các anh chị có thể quan sát được là từ cái vị trí đất của chúng ta nó ra biển nó gần đến như thế nào ha. Thì hiện tại đây là cái con đường nhựa trước mặt em Lệ, đây là đường Huỳnh Văn Nghệ nha các anh chị, với chiều rộng của nó là 13 mét các anh chị. Đó, có vỉa hè nha, mà tại vì hiện tại là khu vực của mình nó dân cư nó còn khá ít nên rác thì họ đổ nên nó che lấp mất cái vỉa hè nha. Hiện tại thì xung quanh đang có vài biệt thự đây. Đó, để sẽ quay một vòng này các anh chị. Xung quanh đây thì có một vài biệt thự kiểu rất là riêng tư ha, và rất là yên tĩnh luôn á các anh chị. Đó. Hiện tại cái mức độ hoàn thiện cũng như là mức độ lấp đầy thì dân cư ở đây thì chỉ tầm là tầm 20% của khu vực này các anh chị, em lại đánh giá là tầm 20% thôi. Thì hiện tại là chị mới lát đá vài biệt thự nhưng mà nhà nào thì cũng thiết kế rất là đẹp và cũng rất là to luôn á các anh chị. Đó, ở khu vực này thì không khí của nó rất là trong lành bởi vì gần biển đó, gió biển vào rất là mát nữa, nó yên tĩnh nữa, nó rất là phù hợp cho quý anh chị đang muốn tìm một cái vị trí đất để chúng ta xây nhà gần biển và nghỉ dưỡng ha. Đó, lô của Lệ giới thiệu với các anh chị thì có tổng diện tích là 392,5 mét vuông với hai mặt tiền rất là đẹp nha. Một mặt tiền đường Huỳnh Văn Nghệ ở đây 13 mét và mặt tiền đường phía góc này N5 đây thì với chiều rộng là hiện tại là cái đoạn này là 5 mét này các anh chị. Và cái đoạn này giống như là cái bùng binh đó. Đó, để chúng ta khi mà chúng ta bo cua thì sẽ xoay theo cái bùng binh này. Đó. Với cái mặt ngang của đường Huỳnh Văn Nghệ phía này thì ngang là 14,2 m các anh chị và nở hậu phía sau là lên đến là 15,9 m ha. Đó, cái lô đất có phong thủy rất là tốt và rất là gần biển luôn. Với cái mặt tiền hướng này là hướng Bắc nha các anh chị, còn mặt tiền của đường bên cạnh sẽ là hướng Đông. Đó, vị trí đất của chúng ta có hai hướng cho quý anh chị có thể là khi mà xây nhà thì chúng ta sẽ chọn được cái hướng phù hợp với mình ha. Đó, vị trí này hiện tại là đang quay buổi trưa nè các anh chị, rất là yên tĩnh ha và rất là mát luôn. Và từ vị trí này các anh chị đi ra cái con đường Phạm Văn Đồng này các anh chị có thể thấy là xe di chuyển ngang ở khu vực đó thì chỉ tầm 100 mét thôi các anh chị. Đó, ở đây thì quy hoạch các đường song song nhau cũng khá là rộng rãi và khá là đẹp luôn. Với cái mặt bằng tổng thể thì cái vị trí đất của chúng ta nó khá là bằng phẳng này các anh chị. Đó, trên đất khá là bằng phẳng nhưng mà hiện tại là nếu mà dọn lại mặt bằng, dọn cây cỏ thì đất sẽ rất là đẹp, rất là bằng phẳng luôn các anh chị. Lô gốc cực kỳ đẹp ha. Lô gốc này mà chúng ta xây nhà biệt thự lên có hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn các anh chị. Đó, và với cái mức giá hiện tại chủ đang mong muốn bán là 46 triệu và có thương lượng cho khách thiện chí nha. Đó, thì hôm trước ở video trước thì nếu mà các anh chị có theo dõi kênh của Lệ thì sẽ thấy được là một cái lô cách đây tầm 200 mét thôi, cũng mặt tiền đường Huỳnh Văn Nghệ, không phải lô gốc, nhưng mà giá hiện tại là cũng là 45 triệu rồi các anh chị. Thì với cái vị trí lô gốc này đẹp hơn rất là nhiều đó, và hiện tại chủ đang bán với mức giá là 46 triệu có thương lượng. Vậy thì tổng vị chi cho cái lô đất này là hơn 15 tỷ một xíu các anh chị. Đó, cho cái lô gốc hai mặt tiền cách biển 200 mét rất là đẹp. Khu có thể nói là cái khu này toàn villa sang xịn thôi đó các anh chị, toàn biệt thự thôi, nhà đẹp thôi. Đó, rất là đẳng cấp luôn. Thì bây giờ Lệ sẽ di chuyển nè, đi bộ thôi ra biển để cho các anh chị có thể là quan sát được cái đường ra biển của chúng ta như thế nào ha. Ở đây thì
lợi thế là hạ tầng của nó làm rất là đẹp đó các anh chị. Đó, hạ tầng đường nhựa nè, đó, quy hoạch rất là bài bản luôn, cây xanh rất là nhiều. Đó. Lại sẽ di chuyển ra biển nha. Hiện tại là đang đi bộ dưới trời khá là nắng đó các anh chị. Đó. Nên sẽ cố gắng đi nhanh hơn một xíu. Và toàn bộ những cái video là hình ảnh chân thật mà lại tới trực tiếp đất để review và gửi cho quý anh chị. Nên quý anh chị yêu thích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để có thể là theo dõi và cũng như là một cái động lực để giúp là có thể là gửi đến nhiều video hơn cho quý anh chị nha. Đó. Đường thông hết các anh chị. Đó, chúng ta đi xuống đây cũng có thể là thông thông ra biển hoặc là đi lên này đều thông ra biển ha. Thì lại sẽ đi bộ lên gần phía La Luna. Rất là gần ha, buổi sáng mà ngủ dậy chúng ta đi tập thể dục ở khu này thì rất là trong lành luôn các anh chị. Buổi sáng ở phía ngoài gần biển rất là nhiều cô chú lớn tuổi đi tập thể dục quá các anh chị. Đó. Đây, ngay trước mặt chúng ta đây đó là hai tòa nhà La Luna rồi nè. Nếu mà hai tòa nhà này mà đi vào hoạt động thì nó sẽ kéo cả khu vực này tốt lên rất là nhiều và cũng đông đúc hơn rất là nhiều luôn quý anh chị. Đó, các anh chị có thể thấy là xung quanh khu vực của chúng ta thì đa số là đường nhựa này ha, kết nối rất thuận tiện. Phía trước kia dân cư cũng cũng khá là đông ha. Đây, anh chị có thể thấy là cái khu vực bờ kè kia đó là biển rồi quý anh chị ạ. Hiện tại là mật độ lấp đầy của khu vực này thì chưa được cao lắm ha. Khá là vắng. Nhưng mà nhà nào mọc lên thì đều là biệt thự. Rất là đẹp luôn các quý chị. Đây. Chỉ vài bước chân nữa thôi thì là đã ra tới biển rồi nè quý anh chị. Đó. Và bến du thuyền thì nó nằm ngay gần chúng ta luôn các anh chị. Đó. Cái hàng rào cỏ đây đó chính là khu vực của bến du thuyền các anh chị. Bến du thuyền Anna Marina. Rất là đẹp ha, rất là rộng luôn đó. Đây, đây là cái con đường đi bộ để ra biển nè quý anh chị. Đó, rất là đẹp ha, rất là rộng luôn đó. Và nếu các anh chị mình quan tâm đến vị trí đất mà Lệ giới thiệu trong video hôm nay thì hãy gọi cho Lệ qua số điện thoại 039 338 2259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video sau ạ. À.